Hello, xin chào tất cả các bạn đã ghé lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải cái con Covey Windmill này. Covey Windmill đó. Thì cái con này thực chất là nó là biến thể của con 3x3 đó, các bạn thấy không? Đây là 3 tầng nè đó. Đó, 3 tầng đó. Thì nè, các bạn thấy không? Đây là cái tâm. Cái tâm của nó nè, bốn bốn cái cạnh nè. Thì nó gồm có hai cái cạnh giống nhau nhưng mà nó khác màu, màu xanh với màu trắng. Bên đây cũng vậy nè, trắng đỏ với lại đỏ xanh, thấy không? Đỏ trắng với đỏ xanh, đây trắng, và bốn cái góc tam giác nhỏ này đó. Đó thì cái cấu trúc của cái mặt nó vậy đó, thì mình dáng nhớ là mình làm được thôi. Tại những cái con mà biến thể của 3x3 đó, quan trọng là mình nhớ được góc góc cạnh tâm của nó là mình sẽ làm được. Thì cái con này á, khi mà mình sample lên á, thì nó y như là cái con axit luôn, nhưng mà nó dễ nhìn hơn con axit thôi. Thì bạn nào mà đã biết chơi con axit và chơi dành rồi á, thì các bạn chỉ cần nghiệm một chút xíu á là các bạn ra được à. Nói chung như là cái cách giải thì y như là con 3x3 thôi, tại vì nó là biến thể từ 3x3 ra mà. Thì quan trọng là mình nhìn được cái nào là cái tâm, cái nào là cái cạnh, cái nào là cái góc á, là mình sẽ giải được thôi. Và mình cũng có nói thêm á là mình sorry cái bạn nào mà bữa yêu cầu mình hướng dẫn giải cái con Dancer UFO á, thì cái con đó đó mình lục lại ở cái tủ Rubik của mình đó là nó không còn nữa, nên mình đã đặt mua rồi. Khi nào mà mình mua, khi nào mà hàng về á, thì mình sẽ làm hướng dẫn cái con đó cho bạn đó nha. Đó, thì bạn đó thông cảm dáng chờ nha. Thì các bạn có thể xem những cái video này tham khảo trước đi, rồi khi nào mà mình mua về con đó, rồi cái mình sẽ làm video hướng dẫn con đó cho bạn, con Dancer UFO gì đó. Rồi đây, mình đã sample xong rồi nè. À, bây giờ mình vô hướng dẫn giải. Thì đầu tiên á, ta cũng cũng xác định được cái tâm của nó trước nè, cái nào cái tâm của nó nè, đúng không? Nãy mình có chỉ các bạn. Thì bây giờ ta sẽ làm bốn cái cánh của cái tâm nó thôi. Thì các bạn thấy hai cái đường cong này nè là hai hai cái cánh, một cái cánh xanh với cái cánh trắng giống nhau. Hai cái đường này là hai màu nè, đỏ trắng nè với lại đỏ xanh. Thì giờ mình đưa hai cái này trước đi. Nè, cái xanh nè, phải không? Mình sẽ đưa nó qua đây, mình dòng nó về rồi mình đưa nó vô rồi. Quay nó lên, phải để cho nó đúng đó, quay nó vô. Rồi bây giờ đến cái trắng bên đây, à, trắng bên đây đây nè, đó, đưa nó, rồi, đưa nó vô coi. Nè các bạn thấy không? Mình đưa vô nó không đúng chiều, đúng không? Nè các bạn thấy không đúng chiều á, thì mình sẽ giấu nó xuống. Đó, giờ mình chỉ cần mình đảo cái tâm ở trên đi một cái, giờ mình đưa lại là nó sẽ đúng thôi. Đó là cái đó, cái cách đảo tâm đó. Giờ bây giờ ở đây là cái con trắng đỏ, đây trắng đỏ nè, mình đưa vô nè. Đó các bạn thấy không? Nó cũng không đúng nè, nó bị nghịch chiều nè. Thì mình giấu cái viên trắng đỏ này xuống, giờ mình đảo cái tâm nó thôi. Đó, giấu nó xuống nè, giờ mình đảo cái tâm nó nè. Đó, các bạn thấy đấy không? Giờ mình quay đưa lên lại. Đó là nó vô. Thì cái cách thức của nó là như vậy. Còn cái viên đỏ đỏ xanh. Đỏ xanh đây. Đó. Đó, đưa nó lên coi nó vô chưa. Rồi, đó nó vô rồi thì thôi. Đó, thì ta đã xong được bốn bốn cái cánh. Ủa, viên xanh đây chứ. Đó, bốn cái cánh của cái hình chữ thập, xong rồi ta đưa bốn cái tâm của cái tầng 2 vô cho nó đúng cái vị trí của nó. Đó, thì mình chỉ việc mình quay mình đưa cho nó vô đúng cái vị trí của nó thôi. Đây. Đó. Đó nè, mình được cái này nó đúng rồi nè, thấy không? Cái này chưa đúng nè. Đó, thì bây giờ mình đảo cái viên tâm này nè cho nó cùng chiều với cái viên cạnh của viên này. Thì giờ y cũng y như hồi nãy thôi, mình giấu nó đi nè, thấy không? Giờ mình giấu này xuống dưới, giờ mình quay cái tâm nè, các bạn thấy không? Cái tâm nó quay vòng tròn nè. Đó, thì mình quay sao cho nó đúng vô cái chiều của nó thôi. Đó, đúng lên nè là nó đúng nè, các bạn thấy không? Giờ mình trả nó về, đó là được một cạnh, hai cạnh. Quay qua bên cái cạnh thứ ba này cũng chưa đúng nè, cái viên tâm này nó nằm lệch với lại cái viên này nè, thì mình cũng y vậy thôi, mình giấu nó qua, giấu này xuống. Rồi mình quay cái tâm đó. Rồi đưa nó lên,
À, không, nó đã vô rồi, không đụng cùng hết luôn rồi, nó khớp rồi, cái mình chỉ việc mình trả nó về thôi, được bà. Rồi bên đây viên này nó cũng vậy nè, cái tâm xanh này nè, viên lá xanh này nó cũng chưa có khớp với cái viên tâm này, thì cũng giấu nó qua. Rồi giấu cái viên xanh này xuống dưới đây đó, để mình quay cái tâm này nè đó, không mình quay sao cho nó đúng với cái khớp của nó thôi, đưa lên coi đó, nó khớp rồi nè, rồi mình trả nó về đó. Vậy là ta đã làm được cái cờ rót rồi nè, đúng không? Đó nè, đây là cái tâm nè, bốn bốn cái cạnh của nó nè, đó đó, giờ là ta đã làm được cái cờ rót rồi đó, các bạn thấy không? Rồi xong cờ rót rồi thì bắt đầu ta sẽ làm full tầng 1, tức là ta đưa những cái viên gốc nó vô thôi, là cái đó y như là mình đưa con 3 nhân 3 thôi nè. Ví dụ như cái gốc này gốc ba màu nè, phải không, trắng nè, xanh nè, với lại cái này là màu màu cam đây nè, cái viên nè trắng xanh cam, viên tam giác nhỏ nhỏ nè đó, thì mình đưa y như là mình đưa con 3 nhân 3 thôi xuống tầng 1 của 3 x 3, nó chưa đúng đúng không, thì mình u qua một cái trả về, rồi u phẩy về r lên đưa qua coi đúng rồi thì r phẩy xuống đó, nó ra đúng một góc. Cái góc này là cái tam giác xanh nè, xanh đậm nè, đây nè viên xanh đậm nè, mình đưa nó về cái vị trí của nó, rồi r lên cái coi, rồi u qua một cái, còn nó bằng vừa nó chưa bằng phải không, thì mình u phẩy qua một cái, ê, mình u qua một cái nữa, rồi r phẩy về, u phẩy về đó. Cái cách này là cách y như mình đưa tầng 1 của con 3 nhân 3 thôi, nó chưa bằng nữa thì u qua một cái nữa. Ừ, trả về lên đó, nó bằng rồi nè, không thì mình đưa nó xuống đó, vậy là được hai góc. Cái góc này là góc đỏ nè, viên đỏ nè, tam giác đỏ đâu, tam giác đỏ nằm đây rồi, thì mình lấy mình làm cái màu trắng này đi đó, mình làm cái màu trắng này thì cái tam giác đỏ nó sẽ chạy lên thôi, tam giác trắng này nó xuống dưới đây thì cũng y vậy thôi, r lên qua coi nó bằng chưa, nó bằng rồi nè, không mình sờ đó, là mình thấy nó bằng rồi thì mình đưa nó xuống lại thôi, rồi đỏ đây nó xuống dưới đây thì cũng r lên thôi, chưa bằng phải không, thì u qua một cái nữa rồi trả về đó, rồi đưa u phải về lên qua coi nó bằng vừa chưa nữa thì u qua cái nữa rồi trả về lên chưa nữa, u qua cái nữa đó. Nói chung mình làm cho tới khi nào mà nó khớp thì thôi. Ủa chưa luôn, nó cho nó qua cái nữa hay là nãy mình làm dư một bước rồi đó. Đó đưa lên, à nó bằng rồi nè đó, không nó bằng rồi, mình xuống cái giờ vậy là mình đã xong được cái tầng 1 rồi nè, không cái tâm nè, cái tầng 1 nè đúng hết luôn nè đó, các bạn thấy đúng không, nè cái tầng 1 nè, và các bạn nhìn thấy không, tầng 1 nè và bốn bốn cái cạnh của cái tầng 2 luôn nè, không đó, mình hoàn thành tầng 1 và bốn cái cạnh của cái tầng 2 luôn đó, giờ là mình xong thêm được một bước nữa. Giờ bây giờ mình sẽ làm cái tầng 2, là mình làm cái bước F2L đó. Thì bây giờ đây cái này là màu cam nè, các bạn thấy không, đây viên cam nè đó, thì mình muốn đưa viên này xuống á, là mình không biết đưa bên trái hay đưa bên phải, thì mình ướm xuống thử cái này nè, không nó không đúng nè, đưa xuống đâu có khớp đâu, thì mình phải thử, tức là nó đang bên trái phải không, mình đưa qua bên phải để mình ướm thử coi đó, đưa qua phải mình ướm xuống coi đó, không nó chính xác rồi nè, vậy tức là nó là bên phải thì mình dùng công thức bên phải thì mình sẽ u phải qua đó. Còn nếu mà nó bên trái thì mình dùng công thức F hay L bên trái, còn bên phải thì mình dùng công thức F hay L bên phải đó. Cái này là mình cứ tận dụng vô cái con 3 nhân 3 thôi, thực chất nó là con 3 nhân 3 mà. Nè các bạn thấy không, nó ra cục nè, nó đưa nó xuống đó là nó đã xuống rồi. Cái viên này là nè, viên này là hai màu nè, trắng với lại cái màu xanh này đây nó nè, thì mình cũng em ướm xuống thử rồi nó đúng, nhưng mà nó bị ngược chiều nè, không thì nó nằm bên trái phải không, thì giờ mình đưa qua phải, đưa phải mình ướm xuống thử rồi nó đúng nè, thấy không, thì tức là nó bên phải thì mình u phải qua đó, mình cứ làm tiếp như vậy thôi, để chỉnh lại cho nó ngay ngắn, u phải qua rồi lên thôi đó, giờ mình làm cái công thức F2L bên phải thôi, còn nó bên trái thì mình dùng cái công thức F2L bên trái đó, nó xuống rồi. Bên đây là cái màu đỏ này nè đó,
Đây, mình đưa ướm xuống thử coi. Đó, nó cũng bên phải luôn. Đó, rồi thì mình cũng dùng tiếp bên phải luôn. U phải của thằng cái, rồi tiếp. Đó, không, nó xuống rồi đó. Giờ còn cái viên xanh với viên vàng, hai viên này nè đó, giờ mình ướm thử xuống nha. Đó, nó đúng nè, nó bằng nè, thấy không? Thì bây giờ cái này là nó bên trái nè, hồi nãy nó bên phải thì mình u u phải, còn bây giờ nó bên trái thì mình u qua bên trái đó thôi nè. Đó, giờ mình u nó qua bên trái một cái đó, u qua bên trái. Rồi mình dùng cái công thức ngược lại của F hay L bên trái đó. Đó, không, nó xuống, rồi xuống. Đó, vậy là ta đã xong được tầng 2 nè, tầng 1 nè, các bạn thấy đúng không? Nè, tầm là 4 nè, tầng 2 nè. Đó. Đó, các bạn thấy tầng 2 không? Đúng không? Đó, tầng 1 rồi tầng 2 nè, đó. Giờ là ta đã xong được thêm cái bước tầng 2 nữa. Rồi bây giờ xong cái bước tầng 2 rồi, ta quay lại, ta làm cái tầng 3. Thì trước tiên á, ta sẽ làm cái hình chữ thập của tầng 3 đúng không các bạn? Thì bây giờ mình đo coi. Cái viên vàng này là không đúng nè, nó bị dư nè, các bạn thấy không, nó dư ra đây nè, vàng không đúng nè. Mình đo hai viên này trước đi, xanh này cũng không đúng luôn đó, tức là hai viên cánh này là không đúng nha. Rồi bây giờ viên này nó cũng không đúng luôn, viên này nó cũng không đúng luôn, tức là không đúng một cái viên nào hết luôn đó. Thì cũng giống y như là cái chữ thập á, mà nó chỉ có một cái tập màu vàng một ha, nó không có vô cái hình chữ L ngược hay là gì hết. Thì bắt đầu mình phải làm tới mấy lần, thì mình làm cái công thức F rồi U rồi phải á, nè F nè, R U rồi phải, U phải F phải đó. Tại vì nó không đúng mặt nào, giờ mình làm cái nào cũng được, mình làm mặt nào cũng được. Vậy bây giờ mình sẽ coi lại coi nó đúng được một cái cạnh nào chưa. Vàng này cũng chưa đúng nè, xanh này đúng rồi nè, đó, mình đúng được một cái màu xanh rồi, vàng chưa đúng, đúng được một cái xanh phải không? Mình cứ nhớ là đúng màu xanh đi, đúng được cái màu màu này nữa nè, đó xanh dưới đây đúng rồi nè. Còn cái này coi, cái này thì chưa đúng, vàng bên đây không đúng, tức là mình đúng được cái chéo thôi nè, đúng không? Cái xanh này đúng nè, các bạn thấy đúng không? Với lại mình quay cái này là vàng, cam vàng nó đúng nè, đó tức là mình đúng được cái này với cái này, đó cái xanh. Rồi thì bây giờ tức là nó là cái đường ngang á, đúng không? Cái đường ngang thì mình dùng công thức F hay L, mình dùng cái công thức mà F rồi U rồi phải tiếp. F R, U, R phải, U phải, F phải. Đó, giờ mình coi coi, xanh nó vẫn đúng nè, phải không? Giờ mình đo đo qua vàng coi. Vàng nó đúng luôn nè, các bạn thấy đúng không? Hai thằng này nó chưa đúng, nó bị ngược nhau nè. Đó. Thằng này nó cũng chưa đúng, nó bị ngược nhau, thì nó sẽ đúng được là thằng vàng nè với lại thằng thằng xanh này. Đó, giờ thì mình cứ dùng tiếp nữa. Mình dùng cho tới khi nào mà nó đúng bốn góc thì thôi. F, R, U, R phải, U phải, F phải. Rồi, mở ra mình coi tiếp coi. Cứ một lần lần làm vậy mình sẽ kiểm tra. Thằng xanh này đúng nè, thằng xanh, cái góc này cũng đúng nè. Rồi bây giờ cái góc vàng cam này coi, chưa đúng nè, thấy không? Vàng vàng này cũng chưa đúng, thì hai cái góc này nó đúng gần nhau nè. Đó, cái xanh này khanh gần nhau thì mình quay qua mặt bên đây. Đó là cái này là giống như cái chữ L ngược là đúng không? Hai 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 cái góc đúng nó gần nhau nè, tức là nó cái chữ L ngược rồi. Rồi mình dùng tiếp cái công thức đó nữa. F R U R phải, U phải, F phải. Rồi mình mở ra mình coi coi. Cái góc là đúng nè, cái góc vàng đúng nè. Nó xanh này coi, xanh chưa đúng nè, không? Thì các bạn thấy hình dung không? Hai góc này đúng thì nó là cái đường ngang, thì đường ngang mình làm cái này tiếp. Rồi, F R U R phải, U phải, F phải. Đó, mình cứ dùng công thức đó hoài luôn, khi nào mà nó đúng hết bốn góc thì thôi. Cái này đúng nè, không, này đúng nè, xanh đúng rồi nè, bây giờ vàng đúng luôn nè, đó không, bây giờ là nó đã đúng hết bốn góc rồi đó nè, vàng đúng rồi nè, không, nó không có dư cái miếng nào. Thằng xanh này cũng vậy nè, không nè, cái đường khía nè nó cũng không dư nè, cái vàng cam này đúng nè, vàng xanh này cũng đúng nè. Rồi bắt đầu thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái màu vàng của nó. Đó. Thì nó đã đúng rồi đó. Bắt đầu giờ mình chỉnh lại, bắt đầu mình sẽ dùng cái công thức cái con cá. Bây giờ mình để cái màu vàng này thì nó chưa có vô khớp à, đây nè đó, để cái màu vàng này nè đó, cho đúng
không, để cho nó đúng với cái màu vàng đi, thì nó đúng được cái cạnh này nè. Nó nói chung như là mình để cái cạnh nào cũng được, mình để cái này nó cũng đúng nè, không thì mình sẽ để một một cái cạnh màu xanh này đúng nè, nhưng mà cái quan trọng là mình để cái viên tâm này nè, nó về cùng cái màu vàng này nè đó. Rồi bắt đầu mình dùng cái công thức con cá, các bạn hay gọi là con cá đó, là R nè, U, R phẩy, U, R, U2, 1, 2, R phẩy. Đó, nó chưa không? Mình làm thêm một lần nữa. R, U, R phẩy, U, R, U2, 1, 2, R phẩy. Đó, là nó đã xong cái chữ thập rồi đó. Bạn thấy đúng không? Đó. Rồi, giờ là nó đã xong chữ thập. Xong cái phần chữ thập rồi, bây giờ ta sẽ làm nhiệm vụ quán bốn cái góc này cho nhau. Thì cái góc xanh này đúng rồi nè, không còn ba góc này chưa đúng, thì mình cái góc xanh đúng á, thì mình để cái góc xanh về hướng mặt của mình nè. Các bạn phải để ý nè, đây tầng 1 nè, đây tầng 2 nè, không đây tầng 3 đúng không, nãy cái này tầng 1 nè, thì mình để cái góc xanh về hướng của mình, thì mình làm cái chương trình quán góc á, thì cái viên xanh này nó sẽ không chạy, ba cái viên này nó sẽ quán về cho nhau, nó sẽ đúng với nhau luôn. Thì bắt đầu nè, đây cái viên xanh này nè, đó cái viên xanh này nè, là cái góc xanh này thì nó có bốn góc, thì cái góc ba góc không đúng, có một góc đúng, thì cái góc đúng mình để về cái hướng mặt của mình nè. Ở đây tầng 1 các bạn thấy đúng không, tầng 2 nè, còn dưới đây là tầng 3 đó. Các bạn phải dán hình dung chứ không là các bạn dễ bị lộn lắm. Giờ các bạn dùng nè, giờ phải xuống nè đó. Rồi các bạn D nó đưa lên. Nói chung là cái công thức này mình đã hướng dẫn, mình đã chỉ rất là nhiều lần rồi đúng không. Giờ mình phải dùng bên đây luôn, xuống rồi quay qua, rồi trả này xuống lại, trả về đó, đưa này lên, đưa này lên đó. Cái xanh nó vẫn không thay đổi nè, ba viên nãy thay đổi nhưng mà nó chưa đúng, mình làm thêm một lần nữa là chắc chắn nó đúng luôn đó. Cái này các bạn phải dán hình dung ra nha, nó hơi bị khó nhìn đó, nhưng mà các bạn nào mà làm quen rồi á là các bạn sẽ làm được à đó. Cái bước này hơi bị khó đó, các bạn phải nhìn cho kỹ đó nha. Cách làm thì nó dễ nhưng mà cái bước này đó, nó hơi bị khó nhìn đó, nên các bạn phải nhìn cho kỹ á. Rồi đưa lên đó, các bạn coi lại đi, không bốn góc nó đã về đúng vị trí cho nhau hết luôn nè đó, không vàng nè đúng nè, góc ba màu đúng, góc ba màu. Nhưng mà bây giờ vậy là ta đã xong cái bước đó, bây giờ tới cái bước cuối á, là cái bước ta sẽ lật lại cho nó đúng chiều của nó để nó nằm cho nó đúng. Thì các bạn thấy không, nó chỉ được đúng được có màu đỏ, còn ba viên này chưa đúng, thậm chí bây giờ nó có sai màu đỏ đi chăng nữa, bốn viên thì cũng không sao. Bắt đầu cái cách làm nó chỉ có một thôi. Giờ bắt đầu mình để nha nè, đây viên vàng nè phải không, bắt đầu mình để cái mặt vàng này, mình làm cái này trước xong hồi mình làm cái viên này, giờ mình làm viên này. Thì cái cách làm như vậy nè các bạn, cách này nó dễ lắm nè, R phẩy nè. Đó. Giờ mình quay 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 qua mặt cái mặt này đi đó, mình đi quay qua cái mặt này nè đó. Bây giờ các bạn có để ý nè, không ba viên không, nó có một một góc này đúng rồi nè, còn ba góc này bị lật nè. Bắt đầu mình sẽ làm cái viên vàng này trước, xong bắt đầu cái mình làm xong cái mình lật cái viên vàng này cho nó đúng chiều nha. Các bạn thấy nó nhô lên đúng chiều, xong mình làm qua viên này, rồi mình làm qua viên này. Thì các bạn làm nè, R R phẩy nè đúng không, D phẩy nè, R nè, D nè, đó các bạn cứ làm cái công thức như vậy hoài là nó đúng nè. R phẩy nè, D phẩy nè, R nè, D nè, nó chưa phải không, làm tiếp nữa, làm khi nào mà nó hoàn nó lật về đúng với thôi đó, lên R D R phẩy nè, D phẩy nè, R nè, D nè, đó các bạn thấy không, nó đã lật lật lại viên vàng rồi nè, thấy không, mấy cái mặt này nè nó bị sai nè, cậy nó đi, mình đừng có quan tâm, mình lật được cái viên vàng rồi phải không. Đầu mình sẽ quay cái mình quay nữa đó, mình quay cái viên xanh này chưa lật nè đó. Giờ mình làm tiếp, xong cái viên này giờ mình quay qua cái viên này mình làm tiếp là tự động sẽ đúng hết rồi. Giờ mình cứ dùng công thức y vậy luôn, R phẩy nè, D nè, D phẩy nè, rồi R nè, D nè, đó, R phẩy nè, D phẩy nè, R nè, D nè, nó cũng chưa đúng đúng không? Làm tiếp nữa, làm thế nào mà cho nó lật lại thôi, R phẩy nè, D phẩy nè,
G nè, D nè, R phẩy nè, D phẩy nè, R nè, D nè. Đó các bạn thấy không? Nó đã lật rồi nè, thấy không? Nó đã lật đều nè, xong vô đâu còn cái viên này vô đâu mình sẽ quay cái viên này qua tiếp. Đó, giờ mình cứ làm y vậy tiếp luôn. R phẩy nè. D nè, D phẩy nè. R nè. D nè. R phẩy nè. D phẩy nè. R D, nó chưa không? Tiếp nữa, mình cứ lật là nó quay vòng 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 là hồi nó cũng đúng à. R phẩy nè. D phẩy nè. R nè. D nè. R phẩy nè. D phẩy nè. R nè. D nè. Đó nó đúng rồi, không? Nó đúng là tự động cái này nó đúng hết luôn à. Giờ quay qua một cái. Đó. Cái bước làm vậy đó nó rất là đơn giản luôn, nói chung ra là nó y như con 3 nhân 3 thôi, nó là biến thể của 3 nhân 3 mà. Các bạn nào mà biết làm axit dò ra là tự động, các bạn chơi một thời gian là các bạn sẽ biết được cái con này rồi. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha, nhớ like, đăng ký và chia sẻ video cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye, chào tạm biệt.